Tại Hà Nội, Hội nghị quan chức kinh tế cấp cao Campuchia, Lào, Myanmar, Việt Nam lần thứ 18 vừa được tổ chức dưới sự chủ trì của Bộ Công Thương Việt Nam. Theo vụ thị trường châu Á, châu Phi, Bộ Công Thương, nội dung hội nghị SEOM CLMV 18 tập trung vào các vấn đề chính như trao đổi về kế hoạch triển khai kết quả Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế CLMV lần thứ 11, ra soát tình hình thực hiện kế hoạch hành động CLMV 2019-2020, thảo luận các bước, thủ tục cần thiết cho việc trình lên hội nghị cấp cao CLMV, thông qua tài liệu khuôn khổ phát triển CLMV đã được các bộ trưởng kinh tế CLMV thông qua vào tháng 9 năm 2019, trao đổi với Ban Thư ký ASEAN về tình hình triển khai kế hoạch công tác sáng kiến hội nhập ASEAN IAI giai đoạn 3 và một số vấn đề liên quan khác. Hội nghị cũng đã dành thời gian để thảo luận tình hình triển khai một số dự án do các đối tác phát triển tài trợ và hỗ trợ các nước CLMV trong việc hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực như dự án đánh giá khung pháp lý hiện tại về thương mại điện tử tại Campuchia, Lào, Myanmar, Việt Nam, tăng cường xây dựng năng lực khoa học và công nghệ thông qua hợp tác giữa Đại học Công nghệ Mandalay, Myanmar và Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh đơn giản hóa thủ tục đăng ký kinh doanh giai đoạn 2 do New Zealand tài trợ, hỗ trợ sáng kiến hội nhập ASEAN EAE trong khuôn khổ thị trường đơn nhất ASEAN Single Market do chính phủ Đức tài trợ, vân vân.